Sáng ngày 17 tháng 5, tại khu di tích lịch sử lưu niệm Bác Hồ, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều long trọng tổ chức lễ dâng hương nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Công, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, Nguyễn Ngọc Bằng, phó bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, cùng các đồng chí trong thường trực thị ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ thị ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, ban giám hiệu các trường học trên địa bàn thị xã và đại diện học sinh trường trung học cơ sở Hồng Thái Tây. Khu di tích lịch sử lưu niệm Bác Hồ tại xã Hồng Thái Tây là nơi ghi dấu sự kiện ngày 2 tháng 2 năm 1965, tức ngày 1 Tết Ất Tỵ, Bác Hồ về thăm trường phổ thông cấp 2, gặp gỡ và nói chuyện với nhân dân giáo viên và học sinh xã Phạm Hồng Thái, sau này được tách thành hai xã Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây. Khu di tích lịch sử lưu niệm Bác Hồ là địa chỉ sinh hoạt chính trị, giáo dục lịch sử, truyền thống cho cán bộ, giáo viên và học sinh Đông Triều. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thị xã Đông Triều đã thành kính dâng lãng hoa tươi thắm và nén hương thơm, bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Đông Triều đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, đoàn kết thống nhất một lòng, khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn thử thách, xây dựng quê hương đệ tứ chiến khu, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, phấn đấu xây dựng Đông Triều trở thành thành phố trong năm 2024. Đồng thời quyết tâm hoàn thành thắng lợi chủ đề công tác năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã đề ra, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa con người, giàu bản sắc Quảng Ninh và đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ hiện đại.